Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc hội đàm quan trọng với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga. Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị xây dựng chuyên đề phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua nội dung chuẩn bị hội nghị quân chính toàn quân. Xin chào và cảm ơn quý vị và các đồng chí đã đồng hành cùng báo Quân đội Nhân dân Điện tử để cập nhật những thông tin quân sự quốc phòng nổi bật trong tuần qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong tuần qua của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm quan trọng với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga. Với mong muốn hợp tác quốc phòng tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Shoigu nhất trí thời gian tới, trên cơ sở các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, hợp tác quốc phòng hai bên sẽ tập trung vào các nội dung như trao đổi đoàn các cấp, duy trì cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Sau buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự giữa hai nước. Tuần qua, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị Ban chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng chuyên đề phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân về kết quả xây dựng chuyên đề và dự thảo nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Nội dung chuyên đề đã đề cập đến những vấn đề mới thực tiễn đang đặt ra. Đây là bước chủ động cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về những điều đảng viên không được làm. Làm tài liệu để Đảng bộ quân đội và toàn quân nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện, đồng thời làm cơ sở để các cơ quan đơn vị xây dựng đề án, chương trình hành động về tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức hội nghị thông qua các nội dung chuẩn bị hội nghị quân chính toàn quân năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã xem xét báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2021, phim tài liệu và các nội dung công tác khác chuẩn bị cho hội nghị quân chính toàn quân năm 2021. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh, báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2021 và phim tài liệu được chuẩn bị khá công phu. Hình ảnh phim phong phú, phản ánh tương đối toàn diện công tác quân sự quốc phòng năm 2021, nhất là các nội dung liên quan đến hội thi, hội thao, diễn tập. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cơ quan chức năng tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị. Lễ khai mạc diễn tập Hải quân ASEAN-Nga Annex 21 đã diễn ra tại vùng biển Belawan, Indonesia, với sự tham dự của Đại sứ Liên bang Nga tại ASEAN, Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Hải quân các nước ASEAN và Nga tại Indonesia, đại diện Hải quân Indonesia và đại diện các tàu Hải quân các nước tham gia diễn tập theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại lễ khai mạc, các đại biểu chia sẻ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập trong việc bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế hàng hải dân sự trên Biển Đông. Đồng thời, qua diễn tập góp phần tăng cường củng cố sự hiểu biết, tin cậy giữa các nước ASEAN và Nga. Sau lễ khai mạc là nội dung thông qua kế hoạch đi biển trực tuyến, thông báo kế hoạch thực hiện các nội dung khoa mục diễn tập, duyệt đội hình tàu tham gia diễn tập các khoa mục thông tin cờ hiệu, giải mã điện, thông tin liên lạc ánh đèn tại khu neo. Tiếp theo chương trình, Quân chủng Hải quân tập huấn mẫu về tổ chức phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật Hải quân đánh bộ cơ giới cấp phân đội năm 2021. Nhìn lại chặng đường xây dựng chiến đấu và trưởng thành của các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân khu 7 nhân dịp 76 năm ngày thành lập quân khu.
Vừa qua tại Quảng Ninh, Quân chủng Hải quân đã tổ chức tập huấn mẫu về tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật hải quân đánh bộ cơ giới cấp phân đội năm 2021. Tập huấn nhằm làm cơ sở, nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thiện về tổ chức biên chế cho lực lượng hải quân đánh bộ cơ giới trong toàn quân chủng. Một buổi huấn luyện mẫu về tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật của lực lượng hải quân đánh bộ cơ giới không có xe. Ngay sau khi giáo viên thực hiện lên lớp, giới thiệu về mục đích, yêu cầu, nội dung các vấn đề huấn luyện, đơn vị đã tổ chức thực hành triển khai đội hình chiến thuật tại các vị trí điểm cao theo đầu bài. Qua lần tập huấn của Hải quân đánh bộ cơ giới, thì chúng tôi rút được cái bài học kinh nghiệm trong huấn luyện hay nhằm nâng cao cái chất lượng huấn luyện thì đòi hỏi công tác tổ chức chuẩn bị thật chu đáo, huấn luyện đội ngũ chiến thuật ban ngày và ban đêm và đạt được cái yêu cầu trong cái thực tiễn của từng đơn vị. Đợt tập huấn lần này nhằm thống nhất cho đội ngũ cán bộ quân chủng về tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật hải quân đánh bộ cơ giới cấp phân đội, làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện và tổ chức huấn luyện bộ đội, đặc biệt là nội dung chiến thuật ban đêm. Một điểm mới của lần tập huấn này là có sự tham gia của tổ giáo viên trường sĩ quan lục quân 1, trực tiếp soạn giáo án và giảng bài. Về phía tổ giáo viên của trường sĩ quan lục quân 1 cũng đã phối hợp chặt chẽ với quân chủng hải quân trong việc nghiên cứu thao trường, chuẩn bị phương án, biên soạn tài liệu phục vụ cho tập huấn. Sau đó thì chúng tôi phối hợp với đơn vị để triển khai xây dựng thao trường, bảo đảm các vật chất phục vụ cho huấn luyện đội mẫu. Sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu, quân chủng hải quân đã tổ chức tập huấn phương pháp đội ngũ chiến thuật cấp phân đội. Nội dung này nó có ý nghĩa hết sức quan trọng để bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, để nhằm nâng cao và thống nhất cho toàn quân chủng huấn luyện để bảo đảm đồng bộ và tạo nên cái sức mạnh chiến đấu. Lớp tập huấn là cơ sở quan trọng để cơ quan các cấp tiếp tục tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, thao trường, vật chất phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng hải quân đánh bộ cơ giới và các đơn vị tác chiến ở môi trường biển đảo. Trong tuần qua, báo Quân đội Nhân dân và báo chí Lực lượng Vũ trang đã có nhiều bài viết sâu sắc sinh động về hoạt động diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị và công tác dân vận, góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Vượt khó để huấn luyện giỏi, diễn tập tốt, tăng sức mạnh khu vực phòng thủ của tỉnh Nam Định là những bài viết nổi bật trên trang nhất báo Quân đội Nhân dân, nêu lên những đổi mới về nội dung và phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Báo Biên phòng có bài thắt chặt tình quân dân nơi biên giới với hình ảnh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng IAO, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 10 tháng 12 năm 1945, Hội nghị Quân sự Nam Bộ lần đầu tiên do Sứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập Chiến khu 789, tiền thân của Quân khu 7 ngày nay. Sự kiện đã đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng và phương thức tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc tại miền đất Nam Bộ anh hùng. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân khu 7, xin mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong gian lao nhưng rất đỗi hào hùng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân khu. Chiến khu 7, tiền thân của lực lượng vũ trang quân khu 7 ngày nay, là lực lượng sinh ra từ phong trào đấu tranh chính trị của quân chúng mà đỉnh cao là khởi nghĩa Nam Kỳ. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang quân khu 7 đã vượt qua gian khổ, hy sinh, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân ngày càng lớn mạnh. Trong kháng chiến chống Mỹ, quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng điểm, là chiếc nôi hình thành các đơn vị chủ lực, phối hợp chiến đấu làm nên những thắng lợi to lớn, tác động sâu sắc đến cục diện chiến trường miền Nam. Thời kỳ đổi mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ quân đội nhân dân Campuchia.
Trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19 vừa qua, quân khu 7 đã huy động trên 100.000 bộ đội và dân quân tự vệ giúp dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động vận chuyển vật tư y tế, lương thực, thực phẩm với tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Lực lượng vũ trang quân khu 7 vinh dự được tặng thưởng 2 huân chương sao vàng, 2 huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công hạng nhất, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi bản tin quân sự quốc phòng của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.